Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Phúc An TV. Phúc An TV tiếp tục cập nhật về thông tin show Cho Nhau Nụ Cười Xưng. Hiện tại đã là 16 giờ 30 phút. Vậy là chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì chương trình này sẽ diễn ra tại phòng trà Đồng Dao. Vào chiều nay thì thầy trò của ca sĩ Mạnh Quỳnh cùng với đàn gà con Tuyết Nhung và Thiên Ngân cũng đã có buổi tập dượt cuối cùng với ban nhạc tại phòng trà Đồng Dao để chuẩn bị cho show diễn vào tối đêm nay, diễn ra vào lúc 21 giờ tại phòng trà Đồng Dao, Cho Nhau Nụ Cười Xưng. Đây là show mà Mạnh Quỳnh sẽ biểu diễn cùng với đàn gà con và học trò của mình, một show duy nhất. Sau đó vào ngày mai 19 tháng 1 2024, Mạnh Quỳnh sẽ có show cuối cùng biểu diễn cùng với Dắt Long và Yuki Ánh Bùi. Show lần này Cho Nhau Nụ Cười Xưng, đàn gà con chỉ có Tuyết Nhung và Thiên Ngân tham gia cùng với Mạnh Quỳnh. Quỳnh Trang bận show biểu diễn riêng nên Quỳnh Trang cũng không có tham gia show này. Yuno cũng vậy. Vì vậy rất là nhiều cô chú anh chị cũng đang rất là hối tiếc cũng như nhắc đến Quỳnh Trang và Yuno vì sao không tham gia trong show này. Chỉ có Tuyết Nhung và Thiên Ngân. Vậy show này chỉ có một cặp đôi áo màu đỏ, đó là Trường Sang, Tuyết Nhung. Còn Thiên Ngân thì vắng Yuno cũng như Quỳnh Trang. Và trong show này có học trò nữ của ca sĩ Mạnh Quỳnh, đó là Hoàng Tâm Anh hay là Dương Huệ cùng với Trường Huy. Trường Huy là em của Trường Sang. Trường Huy dạo gần đây cũng thường xuyên xuất hiện trong những show cùng với đàn gà con cũng như học trò của ca sĩ Mạnh Quỳnh. Show diễn đêm nay thì Tuyết Nhung cùng với Trường Sang cũng sẽ song ca một số ca khúc mới, một số ca khúc gần đây cả hai đã song ca với nhau trong cái chương trình Giữ Mãi Một Tình Yêu vào tháng 12 vừa qua cũng tại phòng trà Đồng Dao. Được biết lần này Tuyết Nhung cũng sẽ hát đơn ca một số ca khúc mới mà Tuyết Nhung đã đầu tư để mua bản quyền để hát những ca khúc này. Tuyết Nhung cũng mong muốn mang đến những bài hát mới để gửi đến với cô chú anh chị khán giả là những người luôn chờ đợi những sản phẩm mới của Tuyết Nhung. Thiên Ngân cũng vậy, cũng sẽ hát những bài hát mới. Và đây là show mà cả Tuyết Nhung và Thiên Ngân đã rất lâu lắm rồi mới biểu diễn cùng với người ba, người thầy, đó là ca sĩ Mạnh Quỳnh. Vì hồi tháng 10 vừa qua, Mạnh Quỳnh về Việt Nam cũng hát 4 show, nhưng những show diễn đó đều không có mặt cũng như bóng dáng của đàn gà con lên sân khấu chúc mừng hay là với tư cách ca sĩ khách mời trong những chương trình của ca sĩ Mạnh Quỳnh. Vì vậy khán giả cũng đã rất tiếc nuối những chương trình đó vì sao không có đàn gà con tham gia. Vì vậy show lần này vào tối đêm nay 18 tháng 1 tại phòng trà Đồng Dao, show Cho Nhau Nụ Cười Xưng với việc hát cùng với người ba, người thầy thì cả Tuyết Nhung và Thiên Ngân rất là vui, rất là hân hoan chào đón cái show diễn này. Vì vậy đêm nay hứa hẹn là những ca khúc, những bài hát mới sẽ rất tuyệt vời để gửi đến với cô chú anh chị khán giả xem show Cho Nhau Nụ Cười Xưng. Tuy nhiên bên cạnh những lời chúc mừng cho đàn gà con thì cũng có rất là nhiều ý kiến của cô chú anh chị khán giả cũng đã lên tiếng về cái show này có học trò của Mạnh Quỳnh. Tuy nhiên thì vượt qua những cái gọi là không thích về học trò
và việc ủng hộ đàn gà con. Thì đêm nay cũng sẽ có rất đông cô chú chị khán giả đến với phòng trà Đồng Dao để ủng hộ cho đàn gà con với cái show diễn Cho Nhau Nụ Cười Xinh. Hiện tại thì Tuyết Dung, Trường Sang cũng như Thiên Ngân và Juno cũng đã quay MV chuẩn bị phát trong dịp Tết Giáp Thìn năm nay. Trường Sang, Tuyết Dung cũng đã bật mí về MV. Cả hai có hình ảnh rất là đẹp và hình ảnh rất là trẻ trung, năng động. Hứa hẹn một MV sẽ triệu view, được mọi người đang chờ đợi. Thì Tuyết Nhung cũng có MV quay cùng với Giác Long. Giác Long và Tuyết Nhung hát với nhau cũng rất ăn ý, rất tuyệt vời, cũng đón nhận được nhiều sự ủng hộ yêu mến của cô chú anh chị khán giả. Vì vậy trong dịp Tết Giáp Thìn này, Tuyết Nhung có hai MV, một MV cùng với Trường Sang và một MV cùng với Giác Long. Đó là điều tuyệt vời mà Tuyết Nhung luôn luôn cố gắng để có những sản phẩm mới để gửi đến với tất cả cô chú anh chị khán giả trong và ngoài nước luôn yêu mến và ủng hộ Tuyết Nhung. Thiên Ngân cũng vậy, Thiên Ngân cùng với Juno có một MV cũng đã được đầu tư rất là chỉnh chu. Cả hai đã bỏ tiền bỏ bạc ra để làm một sản phẩm MV để chiếu trong dịp Tết Giáp Thìn, để gửi đến với tất cả cô chú anh chị khán giả trong và ngoài nước luôn yêu mến cặp đôi áo màu vàng, đó là Thiên Ngân và Juno. Được biết MV của Thiên Ngân và Juno đó là Ra Duyên Anh Cưới Em. Hình ảnh của Juno và Thiên Ngân thì rất là đẹp đôi, cả hai rất ăn ảnh và cả hai mặc những trang phục ngày Tết, áo dài màu đỏ rất đẹp, rất tuyệt vời. Vì vậy rất là nhiều khán giả chúng ta đang chờ đón MV của Tuyết Nhung cùng với Trường Sang và MV của Tuyết Nhung cùng với Giác Long, MV của Thiên Ngân cùng với Juno. Đặc biệt là đêm diễn tối nay 18 tháng 1 tại phòng trà Đồng Dao, show Cho Nhau Nụ Cười Xinh với sự xuất hiện của ca sĩ Minh Quỳnh, cặp đôi áo màu đỏ Trường Sang Tuyết Nhung cùng với Thiên Ngân cùng với Dương Huệ và Trường Huy. Hứa hẹn một đêm diễn mang lại nhiều cảm xúc cho tất cả cô chú anh chị khán giả luôn yêu mến và ủng hộ đàn gà con. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Hãy cho Phúc xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.